Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại Valentine Channel. Và mình tiếp tục với con trai sức nha. Thank you.
tới rồi. Prophet, Venom Command, we got you covered. Take out the next AAA. All units, priority asset requires fire support. Engage as necessary, over. Không lấy xe được à? Chạy. Nó không cho lấy xe rồi. Prophet, this is Romeo India 6, ICV. Get your engineer. We're in a big pile of shit here. Any support from you will be welcome. Cái gì vậy?
bậy bậy. Đây đây đây. Cái hồ của thùng ấy khá là nhiều á. Ok, giờ mình phải qua đó mình lấy lại hai cái cung. Mình cứ lộn ngoài lấy mũi tên.
còn mình khẩu này là còn đạn thôi. Mới ra lấy đạn thôi. Nhảy vào đâu đây. Ủa mình ngồi ở quan chiến đấu nha. Strap in tight. Had something on my tail for a while now. Might get a bit. Hello, lads. Okay, I'm gonna swing in between the buildings. Slow them down a little. They usually work. No idea. Fuck.
Keep them off our tail! Evasive maneuvers! Don't give me that! My great-granddad flew Defiance over London. Take the shot!
field of human conflict have so many ugly squids been utterly fucking splattered by so few? I've got warning lights going off all over the dash. What's it like, Nightmare? Multiple fires. Pretty beat up. No way she's gonna make it. Okay. Can't risk a ground landing. I'll squeeze out what I can. Let's see if we can make the loose habit building. Should have a good view of the beam from there. Sound like a plan? Let's do it. Almost there. Come on! Come on! I think we... made it. Shit! Get moving on the engines. I'll hold them off. Oh, yes, sir, Mr. Bossy. Yeah, I was just keeping quiet about it, seeing as you were having such a good time. No, of course I haven't fixed it yet. Twat. All right, I think we can get a flying again. Just give me a bit longer. Drop it. Get in. Ready, sir? You seen that before? What the hell is it? Fuck no! Let's just kill it! Yeah.
mẹ chứ trời. Ok, và video này cũng chỉ tới đây. Nhờ bạn nào thích thì cứ like và share thì giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt. Bữa sau mình phải giết được con này.